Xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì chúng ta lại được cùng thư giãn và trò chuyện với nhau tại điểm hẹn cà phê Showbiz. Và chủ đề mà chúng ta cùng bàn luận ngày hôm nay thì sẽ xoay quanh một nhân vật đang phủ sóng khắp các trang báo, khắp các trang mạng xã hội trong thời gian gần đây với chuyện tình đẹp như trong tranh. Và không ai khác đó chính là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi với chiều cao ấn tượng là 1m72, bước chân lên sân diễn thời trang, cô đã gặt hái được nhiều giải thưởng như giải nhì siêu mẫu Hà Nội, giải nhất siêu mẫu Việt Nam và giải nhì cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu châu Á. Năm 2003, khi vào thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Ngọc Hà chính thức bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ khi tham gia chương trình Người Đẹp Hát. Sau đó, ca sĩ Quốc Bảo mời cô hát một bài trong album của anh, nhận được nhiều sự đánh giá cao từ chương trình Người Đẹp Hát và nhạc sĩ Quốc Bảo. Sau đó, Hồ Ngọc Hà đã quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với nhiều tài năng như vậy, thì thay vì danh xưng vốn có là nữ hoàng giải trí, Hồ Ngọc Hà lại được người hâm mộ biết đến nhiều hơn với cái tên gọi là nữ hoàng scandal. Sở dĩ như vậy bởi vì trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của cô thì luôn mắc phải những tin đồn tình ái. Và câu chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà thì luôn tốn khá là nhiều giấy mực của báo chí, cũng như những lời bàn tán của người hâm mộ. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La từng là cặp vợ chồng hạnh phúc khi cả hai có chung cậu con trai Subel năm nay lên 10 tuổi. Ban đầu khi nói về mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, người ta đồn thổi cô đến với doanh nhân phố núi chỉ vì tiền, vì danh vọng. Dù sau nhiều năm chung sống, chưa từng có một đám cưới nào diễn ra giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, cuối cùng cặp đôi cũng không thể giữ được hạnh phúc trọn vẹn, kết thúc và đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, cả hai vẫn là những người bạn tốt, cùng nhau chăm sóc con trai. Những sự kiện quan trọng cả hai vẫn vui vẻ hội ngộ bên nhau. Doanh nhân phố núi khẳng định anh vẫn coi Hà Hồ là gia đình. Nhạc sĩ Huy Tuấn, người được coi là người đàn ông dọn đường cho sự nghiệp ca hát của Hà Hồ. Và một thời gian dài, Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Huy Tuấn dính nghi án tình cảm khi cả hai thân thiết hơn mức bình thường. Huy MC, người đàn ông khiến Hà Hồ dính nghi án nhận một cái tát đánh ghen. Trong thời gian Huy Tuấn làm album 24 giờ 7 ngày cho Hà Hồ, Huy MC là người bạn thân thường xuyên qua chơi và giúp đỡ Hà Hồ về mặt kỹ thuật thanh nhạc. Dư luận lại dấy lên tin đồn Hà Hồ tiếp tục là người thứ ba chen ngang vào hạnh phúc gia đình của Huy MC. Trong một bài phỏng vấn, Huy MC cũng đã từng thừa nhận giai đoạn đó anh và Hồ Ngọc Hà đúng là tình yêu sét đánh. Trần Lực, nghi án tình cảm diễn viên và đạo diễn. Nghi án tình cảm này của Hà Hồ và đạo diễn Trần Lực nảy sinh trong thời gian quay bộ phim Chiến dịch Trái tim bên phải. Mối quan hệ giữa đạo diễn Trần Lực và Hà Hồ ẩn chứa khá nhiều bí mật. Trần Lực từng chia sẻ, anh nhìn thấy ở Hà Hồ chút gì đó đáng yêu, có tố chất diễn và cả vì đẹp. Hà trong sáng, ngây thơ và thánh thiện, trong tà áo dài, dường như vai cô giáo trong phim được viết ra là để dành cho cô vậy. Tuấn Hưng, lùm xùm hệt trong phim Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Sau khi chia tay thân Thúy Hà, Tuấn Hưng cặp kè với Hà Hồ. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng kéo dài không được bao lâu thì cả hai chia tay bởi Tuấn Hưng nghi ngờ Hồ Ngọc Hà ngoại tình và nữ hoàng giải trí quyết định chấm dứt với người đàn ông không hề tôn trọng mình này. Đến năm 2010, cả hai bỏ qua lùm xùm quá khứ để hòa giọng trong ca khúc Yêu thương mong manh tại đêm diễn đầu tour của Hồ Ngọc Hà Tìm lại giấc mơ. Nhạc sĩ Đức Chí, người tình nâng tầm đẳng cấp, đưa Hà Hồ thăng hạng nữ hoàng giải trí. Tên tuổi Hồ Ngọc Hà thăng hạng trong làng giải trí một phần không nhỏ nhờ vào sự giúp đỡ của nhạc sĩ Chí Đức, đặc biệt là album Và Em Đã Yêu ra đời vào năm 2005, gặt hái được rất nhiều thành công với những bài hit như Đêm nghe tiếng mưa và Yêu thương mong manh. Khó ai có thể tin vào tình yêu của Hà Hồ và Đức Chí, tuy nhiên cả hai lại rất hợp nhau trong suy nghĩ lẫn âm nhạc. Sau đó, nhiều thông tin cho rằng Hà Hồ chia tay Đức Chí bởi cô không chấp nhận được người kia bất cần, vô tâm, luôn đặt tình yêu xếp thứ hai. Đại gia Kim Cương, người đàn ông có vợ khiến Hà Hồ bị dư luận tẩy chay. Chia tay Cường Đô La, Hà Hồ tiếp tục dính nghi án hẹn hò với Chu Đăng Khoa. Cặp đôi liên tục bị bắt gặp hẹn hò bên nhau, nhưng đáng chú ý là việc vị đại gia giàu có này đã có gia đình khiến Hà Hồ phải đương đầu với sóng gió chỉ trích từ dư luận. Một lượng lớn người hâm mộ lên tiếng kêu gọi tẩy chay Hồ Ngọc Hà, yêu cầu các thương hiệu, nhãn hàng dừng sử dụng hình ảnh của nữ hoàng giải trí để quảng cáo. Những nhãn hàng Hà Hồ làm đại diện quảng cáo cũng bị cắt. Người ta có câu lấy độc trị độc, và dường như Hồ Ngọc Hà cũng đang làm điều tương tự khi chính sự thăng hoa trong chuyện tình cảm của cô ở thời điểm hiện tại thì cũng phần nào đó giúp xóa bỏ đi những scandal tình ái trong quá khứ. Bằng chứng là nếu nhắc về Hồ Ngọc Hà cũng như chuyện tình cảm của cô thì người ta sẽ chỉ nhớ tới cái tên Kim Lý như một phản xạ tự nhiên vậy.
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên khi hóa thân vào cặp đôi yêu nhau say đắm qua MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Cũng từ đây, tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội bởi những cảnh quay cực kỳ tình tứ. Tháng 7 năm 2017, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến mọi người phải đoán già đoán non khi cùng nhau xuất hiện tại nhiều địa điểm. Tuy nhiên, trước những tin đồn, cả hai vẫn giữ trạng thái im lặng. Kim Lý cũng rất thân thiết với bé Subel, con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Anh thường cùng hai mẹ con bạn gái đi du lịch khắp nơi trong nước và thế giới. Đến tháng 11 năm 2017, hai người chính thức công khai thừa nhận tình cảm bằng một nụ hôn lãng mạn. Những ngày sau đó, cặp trai tài gái sắc tiếp tục sánh đôi tại các sự kiện giải trí hay cùng nhau đi du lịch. Sau khi công khai chuyện hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý càng thoải mái thể hiện tình cảm trên sự kiện cũng như cuộc sống đời thường, luôn dành cho đối phương những lời nói ngọt ngào lãng mạn nhất. Mới đây, trên trang cá nhân, Kim Lý chia sẻ hình ảnh anh quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà. Trong hình ảnh đăng tải, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ đang ngồi trên xe lăn, còn Kim Lý quỳ gối và trao nhẫn cho bạn gái. Một đoạn đường dài đi bên cạnh nhau, hai người đã cùng trải qua rất nhiều cột mốc đáng nhớ. Bức ảnh cầu hôn này lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ với hơn 92.000 lượt thích, 2.700 bình luận và 4.200 lượt chia sẻ. Nhiều nghệ sĩ như Đoan Trang, Dương Khắc Linh hay Khả Như cũng gửi lời chúc mừng đến Hồ Ngọc Hà và bạn trai. Bên cạnh đó, nhiều người yêu mến cặp đôi đã gửi những lời chúc phúc cho hai người. Nhiều người còn bày tỏ sự mong chờ về một đám cưới lãng mạn, hoành tráng trong tương lai. Ai thì cũng mong chờ một happy ending trong mỗi câu chuyện riêng của mình. Và bản thân tôi thì cũng thế thôi. Đơn cử là khi xem phim Hàn Quốc chẳng hạn thì tôi cũng luôn chờ một cái kết có hậu. Và tôi nghĩ rằng câu chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thì cũng như thế. Với tình cảm mà họ dành cho nhau trong suốt quãng thời gian qua thì không lý nào họ lại không xứng đáng với một đám cưới hạnh phúc. Và đó là hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc bậc nhất showbiz. Còn với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi thưởng thức cà phê và trò chuyện với các bạn trong mỗi tuần. Chính vì thế, đừng lỡ hẹn với Cà Phê Showbiz nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!